Giờ muốn xóa RAM á thì mình chọn vào PC. Tức là cái kết nối này mình cũng phải đã chọn đó. Điều đầu tiên là kết nối mình phải ok. Rồi, mình chọn PC. Display Accessible Apps hay cách đơn giản mình chọn đây. Cái nào cũng được. Mình thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi. Xóa tất cả các khối dữ liệu không phải là SFB và EFC, tức là những cái nào nó chữ là S thì giữ nguyên SFB EFC này chúng ta không có xóa, tức là từ SFB không này chúng ta không xóa được. Mọi người mà xóa được là con server của chúng ta đã hư rồi đó, tức là system block, system function phần System Function Block và System Function. Nếu không xóa được, xóa được là con server của chúng ta đã là mua con mới. Cái này là phải không xóa phải được. Xóa được là coi như server mất đi. Đúng rồi, xóa được là server mất đi. Và ngày trên này thì không xóa được. Đúng, không. Làm này không thể xóa được. Không thể xóa được. Không thể xóa được. Thì cả không xóa. Nhưng mà vậy nó sẽ cứ báo cho mình. Tôi cứ chọn hết vậy thôi, chọn hết rồi mình gì mình xóa đi, còn không là mình xóa tất cả những cái gì á mà OB, FB, FC, DB, UDT và xóa cả system phần system data. Rồi anh sẽ thấy mà khi xóa về nó sẽ không còn đó nữa, và khi báo CPU chuyển sang trạng thái là tốt ha. CPU khi xóa như vậy hết rồi á, xóa cả system và báo thì CPU sẽ chuyển sang trạng thái tốt. Đồng thời mình làm lên rồi sau đó mình chọn thêm một cái thao tác là PC Dynamic Setting Lee Memory bằng cách này thì đã là một PC rộng kiện tinh. Ví dụ mà reset ở trên video này thì ta tăng nhỏ thao tác ở trên máy hơi khó.